mới có 25 tuổi đầu thôi. Thế mà suốt ngày phải đi ra mắt. Không biết lần này là lần thứ mấy rồi. Và cũng kỳ lạ cơ. Cái thời buổi này là thời buổi nào rồi mà vẫn còn cái tư tưởng là phụ nữ đến tuổi là phải lấy chồng và sinh con chứ. Con người thì sắp lên cung trăng đến nơi rồi mà vẫn còn giữ cái tư tưởng lạc hậu như vậy. Thôi kệ vậy. Dù sao thì ngày hôm nay vẫn phải cố gắng thật xinh đẹp. Xong rồi từ chối một cách thẳng thắn và dứt khoát với anh ta. Anh rất tốt. Nhưng mà tôi rất tiếc. Bây giờ tôi bận phải yêu bản thân của chính mình rồi. Cô gái này thú vị thật đấy. Vốn dĩ mình đã định không đến buổi xem mắt lần này rồi. Nhưng mà xem ra đối tượng xem mắt của mình thú vị đấy. Được rồi, tôi sẽ đến thử xem cô thế nào nhá. Trong buổi xem mắt đầu tiên lại khiến con gái đến trước rồi. Đúng là thiếu phong độ mà. Trừ 50 điểm cho con điểm 100. Mới vậy thôi đã chưa tới 50 điểm rồi à? Cô đua nghiêm khắc thật đấy. Anh là... Giới thiệu với cô, tôi là Kiều Mai, đối tượng xem mắt của cô. Mà nhìn cô ở bên ngoài xinh hơn trong ảnh đấy. Miệng lưỡi bà hoa. Trừ thêm 30 điểm. Cảm ơn anh. Anh quá khen rồi. À, cô muốn uống gì? Đầu tiên phải để lại ấn tượng mạnh cho anh ta khi chọn thực đơn. Cho tôi một chai bia. Cô có vẻ thích uống bia quá nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Cuộc sống của tôi không thể thiếu bia được. Mỗi lần mà không được uống nó ấy, là tay của tôi cứ bị run run thế này này. Được rồi, vậy tôi sẽ uống cùng cô. Em ơi, cho vài chai bia nhá. Cộng thêm vài đồ nhắm nữa. Muốn đấu với tôi à? Được thôi, để xem anh có thể kiên trì tới đâu nhé. Nhìn cô uống có vẻ ngon nhỉ. Nào, nâng cốc lên. Chúc mừng ngày hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Và chúc luôn buổi xem mắt lần này thành công rực rỡ. Tại sao biểu hiện của anh ta không giống như mình dự đoán nhỉ? Anh Kiều Anh này, tôi quên nói cho anh một chuyện. Đó là tôi uống bia rất giỏi. Đến ngay cả bạn bè của tôi cũng đều công nhận với tôi là nữ hoàng rượu bia đấy. Cái gì cơ? Nữ hoàng rượu bia hả? Ừ, đúng rồi. Cho nên ấy, ngày hôm nay chúng ta sẽ uống không say không về. Được lắm, cô nói rất hay. Đã vậy thì không say không về nhá. Cô đã nói với tôi cô là nữ hoàng rượu bia hay sao? Ê, dậy đi. Dậy múa đi, sao lại không múa? Này anh ơi, nữ hoàng rượu bia ơi, dậy nào. Nào, nào dậy uống tiếp nào, uống đi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cô không uống được. Sao ngay từ đầu không bảo đi? Tôi cứ tưởng là cô uống giỏi lắm, lại còn tự nhận mình là nữ hoàng của rượu bia nữa chứ. Tôi vẫn uống được tiếp cơ mà. Tôi đã bảo với anh là tôi không say rồi. Anh kiếp thêm bia cho tôi đi. Tôi được mệnh danh là nữ hoàng rượu bia nhá. Ngàn ly không say. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhau gì. Trời ơi,
Tôi biết rồi, biết rồi. Cái chức nữ hoàng rượu bia đấy là của cô được chưa? Không ai tranh chức đấy với cô đâu. Cô yên tâm đi. Đi. Định đi đâu? Anh định lôi tôi đi đâu ấy? Anh định giở trò đối bại với tôi à? Này. Này. Tôi với anh hình như là không quen biết gì nhau. Tại sao anh lại ôm tôi? Bỏ tôi ra đi. Nào. Anh định giở trò gì với tôi đúng không? Trời đất ơi. Tôi có điên mới giở trò với cô đấy. Còn ma men này. Thôi. Bây giờ nhà cô ở đâu? Cô nói đi. Tôi đưa cô về. Địa chỉ ở đâu? Không được đâu. Không được nói địa chỉ của mình cho người ta biết đâu. Như thế là rất nguy hiểm đấy. Thế bây giờ tình trạng này của cô không đang trong nguy hiểm à? Bây giờ cô nói đi. Một là cô nói. Hai là tôi cho cô ngủ ngoài đường đấy. Ngủ ngoài đường á? Ngủ ngoài đường. Tôi xin anh. Tôi xin anh. Anh đừng có đuổi tôi ra khỏi nhà mà. Chúng ta đã từng một thời mặn nồng với nhau thì sao anh đã đối xử với tôi như vậy? Tất cả là chỉ vì con hồ ly tinh như thế mà anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi xin anh đấy. Này. Anh có biết là anh đuổi tôi ra khỏi nhà là tôi sẽ không biết đi đâu về đâu không à? Cô làm cái gì đấy? Mau đứng lên đi. Đứng lên. Tôi xin anh đấy. Anh đừng có đuổi tôi đi. Bây giờ anh mà đuổi tôi đi thì tôi thật sự là tôi không biết đi đâu cả. Bây giờ cho dù anh còn đánh đập tôi, hành hạ tôi như thế nào thì tôi sẽ không nói bất kỳ một lời gì cả. Tôi xin anh đưa anh đừng có đuổi tôi ra khỏi nhà. Cô làm cái gì đấy? Đứng dậy nhanh lên. Hoàng thượng đừng đuổi thần tiếp đi. Tất cả là tại con tiện tỳ đó. Con tiện tỳ đó đã vu oan giáo họa cho thần tiếp. Hoàng thượng anh minh oan cho thần tiếp. Trời đất ơi, cô im đi giùm tôi với. Cái tên sát nhân, anh tưởng là anh có thể làm thế, có thể che giấu đi tất cả tội phạm của anh hay sao? Cái đồ sát nhân, đồ bị ội, đồ giết người. Trời đất ơi, thôi cô im đi, nào, đi, ra xe. Bộ nè, anh là ai đây? Anh mang bút tôi ra đi, con chịu quá. Anh bắt cầm tôi đây à? Nếu như bây giờ được lựa chọn nhá, tôi cũng không muốn quen cô đâu. Cô ngồi yên trong mặt cho tôi. Hôm nay đúng là ra ngoài xuất hành không xem ngày rồi. Cô gái này đúng là cực phẩm mà. Cô ơi, cô còn chưa nói địa chỉ nhà cô ở đâu cả. Cô nói đi, tôi đưa cô về. Này, đừng có giả vờ nữa. Ban nãy, cô còn dây ruộng đòi này đòi kia cơ mà. Sao giờ lăn sang ngủ rồi? Thôi được rồi, nếu như cô không chịu nói, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi đấy. Tôi nói là tôi làm đấy. Tôi không đùa đâu. Thế hôm qua ấy, cái người đàn ông mà đưa cậu về là ai đấy? Đẹp trai phong độ đấy, khai thật đi.
nào. Cậu nói cái gì tớ chẳng hiểu gì cả. Buồn cười thật đấy. Này, từ nãy đến giờ nhá, tớ hỏi cậu, cậu chưa trả lời tớ câu nào đâu đấy. Toàn hỏi ngược lại thôi. Thôi, khai thật đi đừng có giả vờ nữa. Chàng trai hôm qua đưa cậu về là ai? Nhìn phong độ phết đấy nhá. Mà cậu cũng giỏi thật đấy. Vừa mới chia tay Thanh Toàn xong đã tìm được mối ngon như thế rồi. Tớ cũng ghen tị với cậu đấy. Nói cái gì chẳng hiểu gì cả. Lại giả vờ à? Chuyện mới hôm qua chẳng lẽ cậu quên hết rồi sao? Chuyện ngày hôm qua à? Cậu Ly, hôm nay không say không được về đâu ấy nhá. Rồi. Anh cố hết cho tôi. Không được để thua một giọt bia nào. Nhanh lên. Này, Lan Anh, Lan Anh, cậu nghĩ cái gì mà hoảng sợ vậy? Ôi, tôi chết rồi. Hôm qua mày làm cái chuyện điên rồi thì không biết nữa. Chả hiểu gì cả. Từ hôm qua đến giờ cậu về cậu mặc nguyên bộ đồ này, tôi có thay gì cho cậu đâu. Cậu vừa bảo là cậu không thay đồ cho tớ á. Thế thì là ai thay nhở? Cậu hỏi tớ thì làm sao mà tớ biết được. Chết rồi, chết mẹ thật rồi. Thế ra mày có thể làm sao cái chuyện điên khùng này được chứ. Này, nghe điện thoại đi. Từ sáng đến giờ có người gọi cho cậu mãi không được đấy. Alo. Cô tỉnh rồi đấy à? Đau đầu lắm không? Anh là ai? Tại sao anh lại biết tôi bị đau đầu? Ngày hôm qua cô nhiệt huyết như thế cơ mà. Đau đầu là phải rồi. Mà cô cũng buồn cười thật đấy. Chỉ sau một đêm thôi, cô đã không nhớ tôi là ai luôn rồi à? Hôm qua ấy, chúng ta còn vui vẻ với nhau lắm mà. Anh vừa nói cái gì mà buồn nhỉ? Cái gì mà vui vẻ chứ? Tôi đoán là hôm nay tỉnh lại, cô sẽ không nhớ rõ những chuyện hôm qua đã xảy ra giữa chúng ta. Dù sao thì hôm qua cô cũng uống nhiều như vậy mà. Không, rốt cuộc là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi và anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Dĩ nhiên là đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta rồi. Và là chuyện này cũng khá tế nhị, nên tôi không tiện nói qua điện thoại. Nếu cô rảnh rồi thì hẹn cô hai tiếng nữa ở quán hôm trước nhé. Chúng ta cũng nên nói rõ về chuyện hôm qua. Alo, anh phải nói rõ lại cho tôi biết là xảy ra chuyện gì chứ. Alo. Tôi chết rồi. Này, rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng thế? Tôi chết rồi, chết mình thật rồi. Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, khốn 25 năm dạy cho một ngày mà. Chủ tịch ạ. Sao thế? Có chuyện gì à? Hôm nay có cậu Toàn ạ. Trưởng phòng mới vừa nhậm chức. Em muốn giới thiệu cậu ấy cho chủ tịch. Không biết chủ tịch có thời gian không ạ? Hôm nay thì không được rồi. Hai tiếng nữa tôi có một cuộc hẹn quan trọng lắm. Thôi, để khi khác nhá. Bây giờ tôi phải lên công ty giải quyết mấy công việc cần thiết đã. Vâng ạ. Anh Đức, chủ tịch có tới chưa ạ? Hôm nay chủ tịch có việc bận, không thể gặp cậu được. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Thì em biết là chủ tịch bận trăm công nghìn việc rồi. Lần này không gặp thì vẫn còn nhiều cơ hội mà anh. Cậu hiểu được như vậy là tốt. Cậu cứ yên tâm đi.
Cậu là em rể tương lai của tôi cơ mà. Dù thế nào ấy, thì tôi cũng sẽ chiếu cố cho cậu. Dạ vâng ạ. Rốt cuộc thì ngày hôm qua mình đã làm ra cái trò điên rồ gì vậy? Tại sao bây giờ mình không nhớ nổi nhờ? Mà mắc mớ gì mình phải đi ra mắt? Lại còn đi gọi bia nữa chứ? Nếu như ngày hôm qua mình không gọi bia thì mình đã không uống say như vậy. Mà nếu mình không uống say thì chắc chắn mình sẽ không làm ra cái trò điên rồ như vậy. Em đứng đây làm gì thế? Đợi anh à? Em đợi anh làm gì chứ? Em đang đợi anh Toàn. Anh Toàn làm việc xong chưa hả anh? Đúng là con gái là con người ta mà. Vừa mới có bạn trai cái là đã không còn nhớ gì đến ông anh trai này nữa rồi. Ai bảo là em không nhớ? Nếu như mà thế, anh muốn tìm một người quan tâm ấy thì anh tìm chị dâu cho em đi. Tìm chị dâu cho em thì anh khác có người lo lắng, quan tâm cho anh. Cũng không phải là anh không muốn đâu. Nhưng mà ấy, không hiểu ba mẹ sinh kiểu gì ấy. Mà trông em ấy, bao nhiêu nhan sắc thì dồn hết vào người em. Còn anh thì trông như thế này ấy. Em tưởng tìm người yêu dễ lắm đấy à? Chi, sao lại tới đây? Anh Toàn, hết giờ làm rồi, nên là em đến để báo anh đi ăn. Sao không báo với anh trước? Anh đang muốn tăng ca thêm nữa. Cậu không cần phải tăng ca đâu. Cứ đưa con bé đi chơi đi. Nhưng mà em vừa lên chức, đi làm về sớm như vậy có chút không hay ạ. Có tôi ở đây lo rồi, ai dám nói gì cậu. Thế thì mình đi thôi anh, đi muộn ấy là không còn bàn đâu. Đi. Khoan đã. Hai đứa đi chơi ấy thì lấy xe của anh mà đi. Đi chơi thì phải đi xe ô tô cho nó thoải mái. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhé. Em xin phép ạ. Xe của anh Đức đúng là xịn thật đấy. Thì xe phải tốt, anh mới dùng chứ. Này, sao em không bảo với gia đình em mua xe ô tô cho em đi? Nhưng mà em có biết lái xe đâu mà dùng. Ui giời, em không biết lái nhưng mà anh biết lái đây. Em cứ mua xe đi, rồi anh sẽ lái xe chở em đi chơi. Em thấy vẫn chưa cần thiết lắm. Với cả mua xe ô tô đắt tiền lắm, nhà em sẽ không chịu đâu. Chẳng phải là anh Đức rất thương em sao? Bây giờ em cứ núng nịu mè nheo với anh ấy đi, kiểu gì chả mua cho em. Mà nếu không nhá, thì bảo anh Đức nhường cái xe này cho em cũng được mà. Nhưng mà làm sao mà như thế được? Đây là xe của anh ấy bỏ tiền lương ra mua, làm sao mà em đòi được? Vậy em không thấy đấy à? Mỗi lần mình hẹn hò đi chơi với nhau ấy, toàn phải mượn xe của anh Đức thôi, bất tiện lắm chứ. Chả thích tí nào đâu. Nhưng mà... Thôi, nếu như em không muốn thì thôi vậy, anh chả ép đâu. Chẳng qua là anh muốn em được thoải mái nhất thôi, chứ chẳng phải do anh đâu. Thôi được rồi, để khi nào em lựa lời nói với anh ấy, mua xe cũng được ạ. Bởi vì em biết dù gì anh cũng muốn tốt cho em mà. Này, em chịu nghe ý kiến của anh như vậy, anh rất vui đấy. Để anh cài xe cho em nhé. Em muốn ăn gì, để anh chở em đi. Anh ăn gì em ăn nấy ạ. Lúc trước đã còn bé Lan Anh để quen với con bé này, đúng là một quyết định đúng đắn. Bây giờ thì tìm đâu ra một đứa con gái vừa xinh, vừa ngoan lại vừa giàu có như nó chứ. Mình đúng là vớ bở rồi.